Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại kênh của mình Vua Audio. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay vẫn là những mẫu đẩy sò sắt Martin 2.8S. Con này chạy 24 sò sắt và bù áp là 4 sò MG, một dòng sò phải nói là cái dòng sò tiếng sáng và hay khỏe. 24 sò sắt Mexico nhé mọi người nhé, đấy là sò chính. Sò bù áp của nó là sò MG 4 con. Con này thì em cũng đã giới thiệu đến toàn thể các bác ở những cái clip trước rồi. Đây là đang test cho anh Đức nhé, con đẩy với lại con vang. Cái dòng đẩy này ghép những cái loại la Mỹ tiếng rất là hay nhé mọi người ạ, ghép những loại la Mỹ tiếng cực kỳ hay luôn. 1 2 5 6 5 6 7 8 9 10. Cái câu hình này là cái câu hình Eco Revert, nhưng mà Revert nó ít hơn thì phù hợp những bác nào hát kém tí, hát hợp lý. Alo, 1 2 5 6 5 6 7. Hiện tại mẫu đẩy này em đang còn một con nữa nhé mọi người nhé, còn duy nhất một con thôi. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Em còn một con nữa. Rồi, xin chào mọi người nhé.